Nó nhảy à. Chút nhấp tôm cho mọi người. Mình mấy cái này sen nè. Nãy dưới bắp đó là sen. Con nào to khủng em mượn con. Khủng. Cái giá. Không có bự. Này sen này cái này đó. Nhỏ. Ủa, có con khủng không bé? Chú mượn con coi. Nào khủng không? Nãy thấy cầm con 3-4 con mà. Đó. Nhảy à. Nắm càng lại. Đây. Cầm gì nó sát gì nó. Nào em ơi. Cặp lên đầu á. Lên đầu hả? Ờ sát đầu nó quên. À vậy hả? Bún quá trời bún. Đó đây mọi người. Hai con tôm càng rất là khủng luôn nè. À, bị lụm hai phát rồi. Nằm nghe cục cục chứ.